Ngày 21 tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, hai nguồn tin an ninh Iraq tiết lộ, ít nhất 5 quả tên lửa được cho rằng của các phiến quân Iraq đã được phóng từ thị trấn Juma tới một căn cứ quân sự của Mỹ ở đông bắc Syria. Theo hai nguồn tin an ninh và một sĩ quan quân đội cấp cao, một bệ phóng tên lửa gắn phía sau một chiếc xe tải nhỏ đã đậu ở thị trấn biên giới Juma với Syria. Quan chức quân sự cho biết, chiếc xe tải bốc cháy có thể do máy bay chiến đấu Mỹ tấn công đáp trả. Một quan chức an ninh có trụ sở tại thị trấn Juma cho biết, lực lượng an ninh Iraq đã được triển khai trong khu vực và tiến hành truy lùng những thủ phạm đã trốn khỏi khu vực bằng một phương tiện khác. Trong một tuyên bố, cơ quan Medica an ninh Iraq cho biết, các lực lượng Iraq đã phát động một hoạt động tìm kiếm và kiểm tra trên diện rộng, nhắm vào những thủ phạm gần biên giới Syria, đồng thời cam kết sẽ đưa chúng ra trước công lý. Một sĩ quan quân đội cho biết chiếc xe tải đã bị thu giữ để điều tra thêm, và điều tra ban đầu cho thấy nó đã bị phá hủy trong một cuộc không kích. Sĩ quan này nói thêm, chúng tôi đang liên lạc với lực lượng liên minh ở Iraq để chia sẻ thông tin về cuộc tấn công này. Cuộc tấn công này có thể là một hành động đáp trả cho một vụ nổ lớn một ngày trước đó tại một căn cứ quân sự ở Iraq sáng ngày 20 tháng 4, khiến một thành viên của lực lượng an ninh Iraq gồm các nhóm dân quân liên kết với Iran thiệt mạng. Các quan chức quân sự Mỹ và Israel đều phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến vụ nổ ở Iraq. Đây là cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay, khi các nhóm phiến quân ở Iraq tấn công quân đội Mỹ. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani trở về sau chuyến thăm Mỹ và gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Lực lượng vũ trang Mỹ kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía đông và đông bắc Syria tại các tỉnh Deir ez-Zor, Al-Hasaka và Raqqa, nơi có mỏ dầu khí lớn nhất Syria. Syria đã nhiều lần chỉ trích sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước này, cáo buộc Washington muốn kiểm soát các mỏ dầu tại đây. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria và Iraq nhiều lần trở thành mục tiêu của các vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa. Để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự, Mỹ đã tập kích hàng loạt mục tiêu của các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq và Syria. Mỹ hiện duy trì 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 quân ở nước láng giềng Iraq. Washington cho biết đang thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.